Đây, thớm cầu đúc à, cái cùi nó nhỏ nhỏ hơn à. Rồi cô tự giới thiệu cô tên là gì? À, bao nhiêu tuổi? Ở vậy bao lâu rồi? Đây là phỏng vấn cái chú này nè. Chú ngồi làm gì chú? Chú ngồi làm gì vậy? Ba con vịt nó ngồi. Ủa vậy cả chú nói không được trôi chảy hả? Rồi. Bữa nay thống xanh đó nha. Rồi bán được không cô? Rồi, ui, bánh mì Việt Nam quý vị, bánh mì Việt Nam, bánh mì miền Tây. Cô mua này đẹp gái luôn. Tại cô mua đẹp gái luôn. Cô mua này đẹp gái luôn, quay Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. À, thưa quý vị, cái tuần này rồi Trân mới ra thêm một video về chợ nữa. Hôm nay Trân sẽ đi chợ Đường Xuông. Chợ Đường Xuông này nó ở cái ấp Đường Xuông, xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, chợ Đường Xuông này là một cái chợ mà tôi nói là cái chợ nghèo. Nghèo bởi vì sao? Ở đây là nơi mà có nhiều bà con dân tộc. Và hôm trước Trân có làm một video từ thiện ở cái khu này. Cái khu mà bà con nhìn thấy là những cái nhà tranh nằm ở phía bên kia sông. Đi qua lại phải dùng một cái chuyến đò với chị đó. Đó là cái nơi chợ mà thấy là hơi khổ vậy nha. Và trước khi đi vào chợ, Trân xin giới thiệu một chút xíu. Nhà Trân có bán khô, bán mắm và bán nhiều thứ đó quý vị nha. Quý vị có chú anh chị nào mà nếu mà liên hệ mua thì dùng số điện thoại bên dưới. Số điện thoại, Zalo, Viber, thậm chí Facebook nữa quý vị nha. Có số điện thoại dưới. Người nhà của Trân sẽ tiếp nhận những thông tin đó cũng quý vị khi mà liên hệ mua sản phẩm gửi đi Việt Nam và nước ngoài. Gửi đi nước ngoài thì có phí ship nó cao hơn quý vị nha. Phí ship nó cao hơn. Hiện tại phí ship mà đi Mỹ thì tầm khoảng hơn 400.000 một ký, khoảng chừng 430-440 đó, nằm cái đó đó. Một ký nó hơi bị cao quý vị nha. Quý cái chú chị nào mà ở xa quê hương muốn thưởng thức những món ăn dân dã quê hương thì có thể là liên hệ xuống thoại bên dưới. Đồng thời bên nhà Trân có cho dịch vụ thuê xe du lịch. Đó, thưa quý vị, thuê xe du lịch và xuống thoại dưới Trân để hai số nha, hai số phân biệt quý vị nha. Để liên hệ đúng cái số điện thoại để quý vị có thể được phục vụ tốt hơn thưa quý vị. Rồi bây giờ thì Trân sẽ lát vô đi vào chợ. Và trước khi vào chợ, đây trước mặt quý vị đây có một cái chỗ quầy bán xoài, ui ngon quá. Đây thưa quý vị, xoài nha. Wow, xoài gì ngon quá. Đây ui, hôm nay đang còn chăm xe mà chạy rồi bãi rồi. Sao đây, gọi là xoài gì vậy anh? Xoài đeo non anh. Xoài keo non hả? Xoài đeo. Xoài đeo non quý vị ơi. Đây đeo non nha. Những cái xoài là bán nhiêu ký vậy anh? 15.000 ký hả? Ồ rẻ quý vị nha. Xoài đeo non. Đây là quay vô vụ. Cái này là bỏ mắm chấm thôi, thèm chơi luôn. Kia là cam quý vị. Đó. Đây chờ Đường Xuồng quý vị nha. Đây. Và thưa quý vị, hôm nay Trân đi vô chợ thì có mang theo 1 triệu của Mạnh Thường Quân. Để mà đi vô trong chợ này, nếu trường hợp mà gặp những bà con nào khổ và khó khăn thì Trân sẽ hỗ trợ cho bà con đó thưa quý vị nha. Đây à, đây là khóm này đây đấy. Khóm ở đâu vậy chị? Khóm Cầu Đúc. Cầu Đúc hả? Ủa tắc cầu là khác nữa hả? Cầu Đúc là khác, Cầu Đúc đây, Cầu Đúc kia hả? À vậy hả? Cầu Đúc nó có làm nhiều khóm không? Hả? Cầu Đúc không? Nhiều lắm hả? Nó trồng có giống tắc cầu vậy hả? Yeah. À cái cùi đây hả? Cùi đây gọi là cùi nhỏ. Cái đầu bự bự hơn, cái do cái giống hay là do đất vậy? Sao? Mình nhìn là mình biết liền ha. Dù nhìn mình biết là cùi đó, mình biết liền là cầu đúc hay tắc cầu thưa quý vị. Đây biết phân biệt thêm một cái nè. Đây khóm cầu đúc, cái cùi nó nhỏ nhỏ hơn. Hay đó, rồi kia bắn chuối luôn. Thưa quý vị, cảm ơn chị nha. Đây, đây là phía bên ngoài. Phía bên ngoài trước khi đi vào chợ thì bà con mình cũng bán dọc bên đường này để cho bà con mình nếu mà đi ngang qua có thể là ghé mua cái sẹt mua một cái. Rồi, bên này là bánh mì thưa quý vị. Bánh mì đây. Đó.
ví dụ như xe đói bụng quá chạy ngang tấp luôn cái miệng nè, tấp ô một bánh mì đó, đây cô bán bánh mì đấy, heo quay luôn, ô heo luôn, cô bán hả cô? Cô bán bánh mì hả? Dạ hả? Dạ cô bán, đây là bán lâu chưa? Cô bán thì nhiêu ổ cô? À, bánh mì gọi là bánh mì gì? Dạ không thì cô mần đi, cô mần này tí nữa con ra ăn nha. À, con chưa ăn sáng cô mần đi, tí chút con quay xong ra ăn nha. À, nhà cô ở này lâu chưa cô? Lâu rồi. Ờ, ngay mặt đường mặt tiền luôn ha, buôn bán cũng tiện. Đón đi cô ha. Dạ đây thưa quý vị, bây giờ Trân sẽ đi vô trong này. Đây là quý vị, đó cái chữ nè, à, chợ Đường Xuồng, à, chợ Đường Xuồng, à, cái chợ này thì nó nằm phía đây. Trân hôm nay Trân đi bên phải nha, tức là bên phải là phải đi, làm gì cũng là phải. Đó rồi, thì mình vòng qua bên kia, vòng bên kia rồi vòng lên chỗ U. Bên này có bán những đồ ăn sáng nè thưa quý vị, bán khá là nhiều đồ ăn sáng nè. Lúc nãy thấy cô già thôi ủng hộ cô có ổ bánh mì, chúc cô ra lấy mua ăn thưa quý vị nha. Mới đi đầu tiên là mới đi vô là mình cầm trên tay nó hơi bị nặng. Các khu này quý vị, khu mà khu Đường Xuồng này á thì cái bữa trước chân quay mà cái vòng là gần đây nha quý vị, tức là qua cái sát bên chợ này nè là có một cái cầu. À, là quẹo vô chút là tới luôn á, là ngay những cái nhà sát nhau mà nhà mà nó nằm bức tranh này nọ không tranh trong này phải yên tĩnh nha. Mà khi vô đó mình mới nhận ra rằng ồ thế là hiện tại thời điểm này vẫn có nhiều cái nhà tranh đến như vậy. Những ngôi nhà tranh mà mình nghĩ là chỉ thời xa xưa thôi chứ không thể kiếm lại được, nhưng mà bây giờ nó lại nguyên một khu như vậy luôn á chị. Nguyên một khu có khắc khá nhiều nhà và bà con mình cũng không có cầu để qua nữa. Đây thưa quý vị, buôn bán rau củ quả. Đấy, chừng đi vô này nha, khám phá chợ vùng quê. Cái chợ này thì cũng nhỏ thôi thôi cái gì, nhỏ thôi. Đó. Đây là rau là xanh nè. Thôi phía bên kia là bờ sông nha, đây là có cá quá trời luôn nè. Đó, cá thịt gà. Cá bán được không cô? Đa rai hả? Dạ cô bán luôn cái này luôn hả? Ờ, chả cá xúc xích luôn nè, nói cái gì bán quá trời luôn, từ cá tươi đến cá đông đến đồ đông lạnh luôn nè quý vị. Trời ơi, cô bán chắc lâu cô hả? 50 năm rồi, đúng rồi, phải nhiều. Dạ phải lâu như vậy mới dám bán được nhiều thứ như vậy. Mình bán quen mình biết như thế nào cô ha, biết tình hình thế nào mình mới buôn bán thêm như vậy. Bây giờ bán gà luôn nè, từ cá gà luôn nè. Dạ ôi cá lóc thái dưa hồng luôn. Ồ mình có cái này luôn hả? Nè quý vị, chứ ba cô có cái này luôn, cái này là mình để mình nuôi được cá luôn được nè. À, mình rộng cá để cho nó lâu, nó sống được lâu á. Rồi cảm ơn cô, chúc cô bán đắt luôn nha. 50 năm rồi quý vị, nghề 50 năm rồi. Đây là những cái quầy thịt này đó, bà chủ khá là trẻ nha. Bà chủ trẻ. Rồi ở đây là có thịt nè quý vị. Đấy cá nè, cá tươi luôn cái gì. Rồi phía bên này là cái bờ sông, bên kia có những chú gà với cô gì thấy không? À,
cái nhà bên kia sông nè. Vẫn còn những bờ sông gì đây, là đây là cá diêu hồng nè. Ôi lộng luôn. Đây bán trái cây nha. Đây là trái cây đường xuồng. Đó. Quýt nè, trái cây đường xuồng luôn nha. Bưởi nè. Đó, ăn sáng luôn. Dạ, ăn sáng luôn. Dạ, cho lên tivi. Dạ, nó lâu cho bà con thấy. À, thấy cô bán mắm kìa, bán đủ thứ mắm luôn nha. Mắm phải phải làm mai mới được á, kêu quay bán mắm là phải làm mai âm nào mới được á, nó chịu đó. Rồi, cô tự giới thiệu cô tên là gì? À, bao nhiêu tuổi? Ở vậy bao lâu rồi? Để người ta mới biết chứ, đúng không? Cô nhiêu tuổi rồi? Không đâu, đưa cái mặt lên được rồi. Rồi, thưa quý vị, đây là người con gái 18 tuổi. Ê, cái gì cô? Gần hả? Gần. Cô bán luôn hả? Không có đâu, mua ăn. Mua ăn hả? Sao quý vị đây giỡn chơi với cô bông mắm nè quý vị. Nha, mắm của miền Tây nha. Đó, xuống miền Tây là quý vị có thể là có được những cái mắm nè. Đây là mắm gì cô? Cái này mắm cá rô với cá đặc. À, hai cá trộn vô hả? Hai cá nó trộn vô. Chia thế nó hai loại. Còn đây là mắm rồi là mắm gì? Cái này là mắm ruốc. Rồi, mắm ruốc. Còn cái này là mắm cá lóc. Mắm cá lóc. Rồi. Cái này cô tự làm luôn hả? Tự làm. Ồ. Tự làm luôn, hay quá. Tự làm bán luôn. Qua bển luôn. Dạ qua nước ngoài hả? Ồ, như cá lóc là cô bán bao nhiêu? Ký lô 150. Ồ, rẻ ha cô ha. Còn hai lò trộn là bao nhiêu? Cái này dạ, cái này có 80 à. À, dạ. Dạ. Chung là đây cô tự làm luôn quý vị nha. Bao nhiêu năm nay rồi? Bao nhiêu năm rồi vẫn mắm bán. Nhà cô ở gần đây không? Dạ, khúc ở trên lộ này. À, cái phía mà cái trường học á. À, cái phía mà qua cái cầu vẹo trái đi vô cái đường luồng đó gọi là gì cô? Là qua cầu này á, thì qua bên kia đó là nó thuộc về huyện Gò Quao rồi. À, Gò Quao đúng rồi. Huyện Gò Quao mà Sóc Giang rồi đó. Đúng rồi, nó giáp, con nhớ là hai cái bờ sông. Dạ, bờ sông bên này là Gò Quao, bên kia là dòng Riền, bên này thuộc vào dòng Riền đúng không? Dòng Riền là mình ở đây là bên đây là đường xuồng, này mới có xã à. Dạ. Này vô xã rồi nè. Thì từ cầu bên đây á là nó về thuộc về huyện Hồ Riền. Riền là chỗ cái cầu có cái dòng cung từ đây ra ngoài cỡ khoảng 3 cây số rồi là có cái cầu á. Rồi quẹo xuống dòng cung á là quẹo qua bên tay mà mặt đó là Rồng Riền, chạy thẳng lên là đi các miền á, các tỉnh á. Dạ. Đây, Châu Thành đồ đó, Gạch Giá, Châu Thành rồi đó là đi thẳng luôn đó. Dạ. Có biết vì sao mà tôi gọi là đường xuồng không cô? Hồi xưa thì mình cũng không biết là cái chữ đường xuồng đó thì hồi xưa tới giờ, nhưng mà không biết sao, nhưng mà bây giờ nó là xã Long Thành. Hồi xưa tới giờ luôn. Hồi xưa là cái đường xuồng đó là ở đây có nhiều xuồng không ha? Không biết có nhiều xuồng không, gọi là đường xuồng không biết. Cái đó mình cũng không rành. Cái đó là mấy ông già xưa thì biết thôi, còn lớp sau này chỉ biết nói lại ngày xưa thôi. Dạ. Chứ nho nói là bây giờ là thuộc về Long Thành đó. Long Thành đó. À. Rồi trong là nghỉ bán luôn. À. Cô biết đó, nghỉ rồi. À, cô biết nghỉ. Dạ. Mà mình bình thường cô bán này luôn không? Không có đâu, bán chỉ cỡ khoảng 10 giờ về dưới rồi. À, dưới dạ. Ngang cái trường học Long Thạnh ta đang làm á. Dạ dạ đúng rồi. Mình vô có cái ngã ba vô tổng quản ở đây nè, xích đẳng có cái ngã ba vô tổng quản nữa, vô trong đường quẹo qua bên tay trái là ở trong khu đó cũng có cái chợ tổng quản. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Ở đây có một cô bán khô à. Một cô bán khô. Bán được không cô? Đủ ăn. Ế lắm hả? Đủ ăn hàng. Đủ ăn hả? Đủ ăn hàng. À đủ ăn hàng. Ăn hàng là ăn cái gì? Ăn cơm hụt ôm gì á. À, ta là mua đồ gì ăn á hả? Thế đồ. Nè, nó gì? Nước trà đường. Vậy hả? Cô bán này chắc lâu hả? Lâu rồi. Có nhiêu tuổi rồi? 67. 67 hả? Sao không nghỉ bán đi? Nghỉ bán có gì ăn? Dạ hả? Bán kiếm tiền ăn hả?
có bán khô nè. Con cái nuôi. Con cái nó đi xa rồi, nếu mà nuôi xài không đủ. À không đủ luôn. Ồ. Ừ. Oh. Con cái cũng nuôi giá nuôi nhiều lắm mà xài. Dạ. Bán mày chứ. Rồi bán khô dạng ngày kiếm được nhiêu tiền? Ngày nào được nhiều đó 200. À. Cho nào chợ lương chợ ra cái đông đó đi. À bán nhiều được 200. Ừ. Dạ. 200 300 gì nha. Ngày nào có nhiều có nhiều. Dạ. Đây quý vị, đây bán khô nha, có bán đủ khô luôn nha. Mắm nè. Đó rồi cái kia nè. Cô là người Khmer hả? Nè. Cô mình Khmer phải không? Ờ tôi người dân tộc. À dạ. Cô ở gần đây không? Cô thuộc bên gia tới rồi. Tới chùa kia hả? Ờ chùa Miên này nè. À chùa Miên, chùa Miên. Mới á. Dạ dạ. Đây quý vị, đây có nhiều cô lớn tuổi bán quá ha. Bên kia cô lớn tuổi kìa. À. Hãy lì xì cho cô nha. Ờ cảm ơn nhiều. Dạ. Bà con mình thường quân lì xì. Hết tai nạn. Dạ. Hết bệnh hoạn nữa. Dạ dạ dạ. Hết chút nữa. Dạ. Bà cũng lì xì cho cô luôn nha. À không hả? À lì xì người ta. Dạ. À không thì cô nhường lại cho người khác. Dạ dạ chắc nhường người khác. Rồi. Có làm phước. Dạ. Rồi. Rồi đúng rồi đó. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô vô may mắn. Dạ. Khách dạ rồi cảm ơn là quý vị cô bán khô nha. Dở đạch giá. Dạ. Dạ. Tôi mua khô đạch giá. Chị khô đạch giá hả? Ồ. Chợ mới đấy, mọi chợ ở trong mua tới đây. À dạ, rồi có lấy ra đây bán hả? Ừ chợ mới phải không? Dạ chợ. Chỗ chợ chợ đạch giá mới. À. Ở đó bán đủ thứ khô đó. Dạ. Tôi đã lo đi lần. Rồi chúc cô bán đắt luôn nha. Đây thưa quý vị. Đó. Quá đẹp, hình ảnh quá đẹp. Đây có những người lớn tuổi đi bán thì Trinh cũng muốn lì xì một chút đỉnh để mà gọi là có phần niềm vui cho mấy cô. Có bán gạo cô. Dạ đây quý vị. Đây bán gạo. Đây. Đây cô bán rau nha. Đây. Đây rau củ quả là cô bán này. Mình dân dây là không cho người ta vô phải không cô? À mình không cho người ta vô phải không? Nè dân dây nè. Cái lời chặn lại nè. Đó. À, sao có ông kia không vô kìa? Sao đâu vô không sao đâu. Vậy hả? Vô vô có bị sao không? Chú kia sao chú vô được vậy? Mà sao chú ngồi đó? Vô ngồi chú bán chợ hả? Đây quý vị đi vô nè. Đây là phỏng vấn chú này nè. Chú ngồi làm gì chú? Chú ngồi làm gì vậy? Bán đồ. Bán đồ hả? Bán dịch. Đâu dịch đâu? Sao ông bán dịch bên kia mà qua này ngồi với chung bên đây? Bọn ngồi bên này ấm hơn hay sao vậy? Đúng rồi. À, ông bên kia bán dịch đó, ông em bên kia nè. Ba con dịch nó ngồi. Ủa vậy cả, chú nói không được trôi chảy hả? Dạ. Dạ, chú tên gì? Tèo. Chú Tèo hả? Trời ơi. Chú qua đang nói chuyện với cô hả? Chắc qua nói chuyện cũng hơi mỏi một xíu ha. Chú nay nhiêu tuổi chú? Năm mươi ba bốn năm. Năm ba. À năm ba mà nhìn chú lớn quá. Chú bán dịch vậy là ngày được bao nhiêu tiền? Ba con. Dạ. Bán ba con. Bán ba con hả? Ba con lời được bao nhiêu? Lời được con. Trời chú trả lời hơi lâu quá. À dạ, ba con lời được 50 không? 50 ngàn một ký 40. Một ký 40. Ba 120 à? À ba con lời được 120. Ba con lời có 30 ngàn. Rồi hồi sáng giờ ba con còn nguyên.
Rồi con Nguyễn ơi, sao sách về lại hả? Về lại. Dịch nuôi hay sao vậy? Dịch nuôi. Nhà nuôi luôn hả? Ừ. À ba con được 120. Rồi bán được sáng giờ bán được còn nguyên ba con luôn. Ừ. Biết tại sao bán còn nguyên ba con không? Ông chạy qua ông ngồi bên này sao bán được? Không có người mua đấy, đúng không? Ra này, ế luôn hả? Lên đây, quay lên đây, ế nào không đó? Dạ ế quá bà con ơi, thấy không bà con ngồi ế ngồi có chị có buồn quá ngồi tám chơi. Mấy cô ngồi tám chơi. À. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Tôi 72 à. 72 hả? Đa số đây có mấy người lớn lớn tuổi này mới gì. Còn cô nhiêu cô? 61 hả? À dạ. Đây quý vị ế quá bà con ơi vô ủng hộ. Đây lì xì với chú nha. Lì xì. À đây là hai gần ba con vịt. Dạ. Một con vịt bán bao nhiêu? Một ký là 40. À chú cảm ơn được đó. Bây giờ bán vịt thì sao ngồi đứng hỏi giá chắc trả lời hơi lâu. Đúng không? Bây giờ chú à dậu ế gì mình cũng cười tươi à, không đúng có rồi. Buồn cầu gì đâu. Đúng rồi, mình phải vui lên. Dạ. Vui lên khi cuộc đời quan trọng là sức khỏe chứ, đúng không? Con gạo ế. Dạ. Cứ tự gạo ế đã không ai mua. Dạ. Còn Nguyên nó về ăn luôn. Ăn lì xì cô nha. Cảm ơn chú nha. Cảm dạ. Ơn. Nhìn mấy cô hơi hơi lớn lớn tuổi một tí con lì xì. Đây con lì xì cô nha. Cảm ơn nha. Dạ niềm vui của bà con Mạnh Thường Quân. Vậy hả? Ô lì xì cô luôn nè. Dạ. Dạ. Đây thưa quý vị. À, chỗ đây là chỗ ế quá. Ế quá bà con đang ngồi đây tám. À, rồi ông bán vịt, ông qua ông ngồi tám với bà bán rau luôn. À. Ông cà lăm đấy. Ông ngồi cà lăm chắc nói hồi chắc mỏi miệng lắm. Dạ. Vậy hả? Để mới xong sao thả hả? À bao nhiêu? 20 có hả? Rồi lấy con đi. Nhưng mà cho đem đi thả luôn hả? Rồi cô đem xuống giùm con gái. Đây thưa quý vị, bây giờ rồi đem xuống sông thả giùm cái. Cô đem thả giùm cái. À đây. Giờ chân mua cá phóng xanh luôn quý vị nha, chúng còn không bao nhiêu hết. Dạ. Bao nhiêu? Nhiêu đăng ký không? Tới hả? Thôi bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Còn sống không? Sống mẹ. Ế quá thằng ế quá. Rồi phóng quá. Phóng hả? Chưa kịp quay phóng mất tiêu rồi. Rồi thả rồi chú ơi. Dạ. Yeah. Chưa kịp quay cho cái muốn ăn. Rồi 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 đi vô kìa. Thưa quý vị. À. À ngôi trời nhỏ còn khá là ế. Rồi 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 đem dưới giùm, cầm dưới giùm. À cho nó. Rồi đi nè. Rồi đi. Đó quen một cái chợ nhỏ nhưng mà bà con cua nó hả? Phan từ cái này bớt. À. Rồi thưa quý vị. Giờ chúng tôi mua cá phóng xanh. Coi như là cái này cũng như là một cái gì đó ban một điều tốt lành đến cho Mạnh Thường Quân. Đã hỗ trợ số tiền 1 triệu này để cho mang cái niềm vui tới bà con ở chợ nhỏ, một cái ngôi chợ mà nghèo. À thưa quý vị. Rồi. Em chào Phật chính niên với chú này á, thà bữa nay phóng xanh đó nha. Đó. Cho mạnh khỏe vui vẻ thôi cho chú này. Rồi, cho mạnh khỏe vui vẻ cho bà con, tất cả bà con hết. Rồi. Hy vọng là tất cả bà con sẽ được mạnh khỏe vui vẻ. Như ngôi chợ này. Mặc dù bà con ế, bán ế nhưng bà con vẫn khá là vui vẻ, dễ chịu. Thưa quý vị. Rồi, mấy cô đi nha. Dạ, tất
Dạ tạm biệt khách mấy cô nha. Quên, còn ai thiếu tiền gì không vậy? Đủ phải không? Đủ không? Rồi, đủ rồi. Rồi, đây thưa quý vị. Dạ đây, bán gà, bán vịt, đủ cái hết. Đây có cô bán rau kìa. Rồi, bán được không cô? Yếu quá hả? Đây là cái gì? Vỏ nổ hả? Cái này cô hái ở nhà cô hay là mình hái nhà hàng xóm? Là ra đồng mình hái hả? À, ở nhà mình hái mình bán hả? Bán một ngày được nhiêu tiền? Đem lại có 15 bó bán chưa hết nữa. Dạ hả? Thưa quý vị, bây giờ này là giờ 9 giờ nha. À, hôm nay Trân đi trẻ để tìm cái ế của chợ để xem thì giờ bán như thế nào. 15 ngàn một bó là bao nhiêu tiền? Một bó 5 ngàn. À, bán được đây 15 bó mà bán được nhiêu bó rồi? Đó còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 kia nữa hả? Rồi sáng giờ bán được nhiêu bó rồi? Chưa được 10 bó, chưa được 10 bó, không được 10 bó. À, chưa được 10 bó luôn. Không được, bán chưa được, có 20 bó còn nhiều. À, dạ. Yeah. Rồi, cô nhiêu tuổi rồi? Tôi 67 rồi. 67 tuổi rồi. Rồi. Thôi con lì xì cô nha. Rồi, cố gắng bán cô nha. Ừ. Bà con mạnh quân hỗ trợ. Dạ. Yeah. Rồi con đi cô nha. À đây thưa quý vị. À, một chút xíu nữa là mình sẽ ra tới đầu chợ quý vị nha. Đó. Thì hôm nay mình ghé cái chợ Đường Xuồng để quay một chút xíu vào cái chợ để cho bà con được biết về cái ngôi chợ này. À, đây thưa quý vị, đây là bắp cái gì? Bắp. Bắp. Đó, bắp rất truyền thống, như cái món này là từ xưa tới giờ vẫn bà con ai đây. Ba cái chung. Ồ, này cũng là cũng đẹp nha. Vậy là bán rồi hay cho vậy? À, cái này cho rồi à. Cho hả? Hết rồi. À, hết rồi, còn nhiêu cho thưa quý vị? À, đây là chị bán bắp. Nha, bán bắp. Bán đắt quá. Ngày bán được hết một thau bự không? Thau lớn này nè. Thau nào? Thau đây hả? À. Dạ, thao là được là bao nhiêu tiền? Cỡ nhiêu tiền hướng bán thao hay là cỡ nhiêu tiền? 100 ngàn. À, trời ơi, là ngon ơi, 100 ngàn chưa tính dấu, thấy không? Bạn ấy hỗ trợ. À, bạn ấy hỗ trợ. Đây quý vị nha, đây là xôi bắp nè quý vị, xôi bắp món đó đặc trưng của miền Tây nha. Xuống miền Tây quý vị có thể cảm ơn chị nha. Xuống miền Tây quý vị là thường hay biết được những món như vậy nha. Những món như xôi bắp nè đó. Còn phía bên này là bán đồ ăn sáng là thưa quý vị. Bán đồ ăn sáng nha. Dạ. Đó. Đây. À, trước chợ thì ta bán đồ ăn sáng rồi bên đây nữa nè. Bán chả cá nha. À. Đây chiên luôn nha, đang chiên. Đang cô đá đây, cô bác ơi. Chả cá đang chiên nha. Chả cá bán ký vậy cô? Ký là nhiêu? 120. À, 120 cũng rẻ. Chả cá gì vậy? Cá ảo cô ơi. Ừ, đa số là chả cá ảo không ạ, cái gì? Không biết cái miền khác nào chứ miền Tây mình là chả cá ảo là chính. À, cô ăn chiên. Mình chiên một hồi nó sẽ ra cái này nữa quý vị. Đó. Ai chả cá ảo nha. Còn kia là cái nguyên thủy, nó là chưa có chiên. À, sau khi chiên là nó sẽ ra như vậy, thành phẩm này. Rồi, cảm ơn cô nha. Đâu quý vị, chả cá ảo đây. Đó. Rồi, đây là đầu chợ, phía này đầu chợ. Đây cô, cô bán khoai mì, bắp nè. Khoai mì, bắp rang, bắp. Đó, khoai mì. Bán được không cô? À, gần 3 gram thôi. À, mình gần hết trơn rồi. Dạ, à, còn mấy bạn biết nhiêu nè. À, còn bao nhiêu đây là hết hả? Còn dạ. Nhiêu dạ. Đây thưa quý vị, khoai mì nha. Khoai mì. Ta nói là gì, sáng ăn khoai, có ăn sang. À. Sáng khoai là như là ăn sáng rồi. À, là...
cô bán vậy? Cô bán lâu chưa? Bán lâu rồi gian chân. Bao nhiêu năm rồi? 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy đây hả? Có 3-4 năm rồi chứ. 3-4 năm đây hả? À 3-4 năm là cũng được được. Rồi bán bắp luôn kìa quý vị. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây thưa quý vị bán những cái món đồ ăn ăn nha. Đó. Khá là ngon nè đây. Ôi trời ơi, bà làm kiểu kìa. Ế hả? Ủng hộ đi, ủng hộ đi. Đây còn nhiêu hết rồi. Nhiều lắm. Dạ. Đây là bán bánh nè quý vị. Đó, cũng ngay đầu chợ. Mặt tiền đẹp. Đâu rồi? Dạ. Nhà đó bây giờ nó ngồi trời mưa muốn ngồi hả? Đâu rồi? Trời mưa chú cái công trời mưa hả? Vợ chồng con cái ngủ ngồi luôn, nhà đất rồi nhà lá nữa. Dạ nhà lá hả? Nhà lá nè, mặt đất luôn chú biết rồi, biết sẵn rồi đó. Ở đâu? Ở Cổ Khía kìa, nhà nó không dịch. Cổ Khía hả? Cái anh mà anh bán xíu con ngồi gốc đó. Thiệt, tại vì nói với thằng đó nói để kiếm cơm chung lại cho ủng hộ cái này tội nghiệp nó nghèo dữ lắm. Đợi bây giờ mà chú nhà đất rồi trời mưa hả, vợ chồng ngồi thúm lên gì nè, rồi bán hột vịt đó nó ngay đi, nhà có cái lò hột vịt ấp vịt rồi. Cái hột vịt đó có 1 triệu bạc ha. Nó đâu có phải là nhiều đâu. Nhà xa không? Anh chạy vô đây khoảng chừng 2-3 cây hả. Mà nhà đất chú biết không, nhà đất mà đợi bây giờ ngủ trời mưa là bà không rất hang, trời mưa giờ đâu có ngủ được đâu, ngồi trên hôm gì không. Vì cô mới nói với này để thằng nào kiếm cô mình chú chung đặng chỉ, ví dụ có ủng hộ thì vậy đó, thiệt luôn á. Vậy hả? Rồi để qua hỏi thăm cái, qua hỏi thăm đi kìa, nó ngồi kìa. Tại bây giờ nhà đất và nhà lá nữa đây. Một anh trai khá là trẻ tuổi à. Bán trứng hả? Đâu rồi? Đây là kế bên của chị bán xoài. Là cô đó nói nhà anh này hả? Nhà bán trứng hả? Đây là bán bao nhiêu đây? Rồi anh nay nhiêu tuổi rồi? 41 rồi chú. Vậy hả? Rồi vợ con có làm gì không? Có ở nhà con nhỏ. Mấy đứa con lại? 2 đứa. Ủa nhà mình là nhà tranh với lại vách ấy hả? Vách là vách bùng hay gì? Vách lá luôn. Ở hướng bên này, hướng ngược lại này hả? Có cái tủ. Hôm trước là quý vị là Trưng đi quay là cái trong kia, hướng trong này nè. Là hướng này cũng nhà tranh vách này nọ, nhưng mà là không có nghĩ là tới bây giờ vẫn còn nhiều cái nhà như vậy. Bán trứng được không anh? Cũng bán ế chú ơi. Bán ngày được còn bao nhiêu trứng? 100 ngoài 200 trứng. Còn cái nghề này làm bao lâu rồi? Cũng mới đây. Cũng mới đây hả? Trước đó mình làm nghề gì? Làm mướn người ta. Cũng làm trứng nữa. Cũng làm trứng nhưng mà kiểu mình làm đi mướn, mình chở nè nọ hay sao? Rồi cái hồi xưa là có 1 tháng 300 ngàn. Một tháng được 300 ngàn. Rồi sao nuôi được vợ con? Thì là cũng lo 400, 500, 600. Lên được chị 2 là hết rồi đó. Đã làm mấy năm, bao nhiêu năm như vậy mới được lên chị 2? 2 mấy năm. Rồi là mới mở ra trứng đây là bao lâu rồi? 1 năm ngoài, tức là mình quyết định mình đi làm chủ đúng không? Để mà nó thay đổi được cuộc sống của mình. Đây mình lấy của người ta bán. Rồi giống liếng rồi trả đủ hết không? Đó là lấy, ví dụ mình lấy gối đầu của người ta đó. Con anh lớn chưa? Lớp 5 với lớp 4. Dạ, đến lớp 5 đến 4 rồi, nó đi học không? Đi học, bây giờ hiện tại nó đi học không? Không, học hả? Không có nhà. Nó nhà sao? Hiện tại thì học online, nó học không? Không. Ủa sao không cho nó học? Tại không có đủ tiền mua điện thoại. Đúng rồi. Đúng rồi, đó là lý do hợp lý. Ta đưa giấy tới nhà nó tốt. Bây giờ không có điện thoại để học online đúng không? Trời ơi. Thì mình hay bán ở đây phải không? Đây. Em còn đúng 300 ngàn luôn đây. Chẳng luôn, gửi cho anh nha, lì xì cho anh. Để mà lo sữa hay là lo được cái gì cho bé được cho bé nha. Em gửi nha.
Bình thường hồi trước một tháng làm 300 ngàn đâu rồi, mấy đầu tiên đúng không? Rồi cố gắng anh nha, hy vọng là nếu mà đâu đó có duyên ở đó đi ha, rồi em quay lại một chuyến, hoặc là có duyên bà con mà thấy cần gửi gắm cho đó thì em ghé lại. Anh tên gì? Danh Quanh. Hả? Danh Quanh. Danh Quanh hả? Dạ. Ủa mình là người Khmer hả? Khmer. Ồ, từ Khmer. Vợ Khmer hay là Việt Nam hay là từ kinh? Khmer luôn. Khmer luôn. Dạ. À, Danh Quanh. Dạ. Quanh. Ok, rồi cảm ơn nha. Cái bài thưa quý vị, đây cửa hàng chứng quanh đây đó. À đây quý vị, đây là phía ngay đầu chợ. Chương đi quay qua một chút xíu qua bên đầu chợ. Cái đây là một trong những fan, những người đã xem video và kêu chân quay đó. Rồi chào nha. Bán đồ ăn sáng hả? Bán đồ ăn sáng. À đây quý vị, quay xíu chỗ đồ ăn sáng của chị hai vợ chồng. Bún riêu, cháo lòng. Đây, cháo lòng đây. Đó. Đây quý vị. Đó. Đây và đây và phía trước chợ Đường Xuồng. Đến lúc này Trưng cũng xin kết thúc clip này luôn. Bây giờ cũng đói bụng rồi, phải qua mình chỗ bánh mì, lấy một ổ bánh mì thưa quý vị. Mua một ổ bánh mì thôi. Để mà mình ăn sáng thưa quý vị. Rồi, tới được kia bác coi. Ổ mì con xong chưa cô ơi? Ổ mì. Dạ. Rồi. Ông quay làm gì vậy chú? Dạ quay chơi, quay cho bà con xem chơi á. Có nước không? Dạ không, được rồi, con có nước rồi. Rồi, bởi vì ổ bánh mì cô đã cắt ra đến này, trước lúc này Trừng kết thúc clip luôn chứ bây giờ ơi. Cảm ơn. Rồi bỏ coi, bỏ bánh mì quay vô ổ bánh mì cái cho bà con xem cái được kết thúc clip luôn. Dạ đúng rồi, đi Mỹ. Qua Mỹ bán hả? Dạ qua Mỹ bán luôn. Bán qua Mỹ luôn. Đây quý vị đó. Rồi. Thịt cái gì? Đó. Bánh mì có vừa quay nó đang ăn con đó. Mì quay. Hai bà bán luôn hả? Ừ, hai người bán luôn. Trời ơi, bán đắt quá, bán tới hai bà luôn rồi. 15 ngàn con. Ổ 15 đây thịt nhiều. Cái con ổ rồi. Đây 15 là thịt nhiều. Đúng rồi. Bán bao nhiêu cũng bán được hết. Ngon lắm, ngon lắm, nhìn là thấy ngon rồi. Đây. Thưa quý vị đây, nhân viên tích cực. Trời ơi. Rồi cô nhân viên quá trời luôn rồi, quá trời. Hai cô chung nhà hả? Hai chung nhà. Ủa chị em hả? Chị em ruột. Ôi rồi chị em ruột luôn. Đây thưa quý vị, chị em ruột luôn nha. Hai chị em ruột bán ở đây. Tụi chồng ở đâu? Chồng đi ra làm mướn hết rồi. À bị dịch không cho về. À mắc bị mắc dịch hết trơn rồi. Không cho về đâu, nó cho đi ở luôn ngoài rồi. Dạ. Vô nhà. Dạ. Đây bà con. Đó. Đó. Được không? Quay gì được không? Rồi, quá đẹp luôn. Rồi. Ừ. Ui, bánh mì Việt Nam quý vị. Bánh mì Việt Nam, bánh mì miền Tây. Rồi, chào tạm biệt luôn, tạm biệt luôn. Rồi, cô mua này đẹp gái luôn. Tại cô mua đẹp gái luôn. Cô mua này đẹp gái luôn. Bây giờ cô này mua.